Nguyên Thủy xin trân trọng giới thiệu. Anupassana, observing the body. So Pali say kaya anupati viharati adabi samsano satima vinaya loge avesa dhamanasa kaya anupati viharati observing the body as the object over. Kayika anupati viharati adabhi with the great effort, samsana with the knowledge, satima with the mindfulness, so vinaya loge abhisa dhammanasa. So if you observe the body with the great effort, not with the mindfulness, then at the moment there will be no lobha, no dosa. Trong phương pháp thiền tứ niệm xứ có nghĩa rằng là bốn lĩnh vực quán niệm, thì tôi đã trình bày về tân xứ làm sao để quán tâm, thọ xứ làm sao, phương pháp quán thọ như thế nào, và hôm nay tôi sẽ nói rõ thêm về thân xứ, phương pháp quán thân trong thiền tứ niệm xứ. Trong Đại Niệm Xứ Kinh thì Đức Phật cũng đã chỉ dạy rất là rõ là hành giả phải an trú quán thân trên thân, qua đó thì phát triển được chánh niệm, chánh định để trí tuệ khởi sanh. Nếu cứ tinh tấn hành tập như vậy thì hành giả sẽ đoạn trừ được tham, sân và si. Thì như phương pháp cũng đã được giới thiệu trong những bài pháp thoại đầu tiên cũng như là các cái lời hướng dẫn cho quý vị hành tập, thì chúng ta phải thực hành pháp quán thân trong tất cả các cái oai nghi của chúng ta. Thứ nhất là oai nghi thiền tọa, sau đó là oai nghi thiền đi, tức là đi kinh hành, và tất cả các cái tiểu oai nghi khác là những cái hành động của chúng ta duy trì chánh niệm trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thế thì khi ngồi thiền thì toàn bộ các cái bộ phận ở trên thân thể chúng ta, tất cả các cái thân phần thì đều là đối tượng của quán thân. Nhưng mà tại sao chúng ta lại chọn cái đối tượng phong xẹp là đối tượng chủ đạo? Bởi vì đối tượng phồng xẹp là đối tượng luôn luôn tiếp diễn, sanh khởi, và chúng ta có thể nắm bắt được một cách dễ dàng. Sau đó tất cả các đối tượng khác thuộc về thân xứ thì chúng ta gọi là đối tượng thứ yếu hoặc là đối tượng phụ. Khi chúng ta quan sát đối tượng chủ đạo và những đối tượng khác sanh khởi thì chúng ta quan sát, ghi nhận rồi quay trở lại đối tượng chủ yếu của ta là phồng và xẹp. Thì tương tự như vậy, khi đi kinh hành chúng ta cũng phải quan sát toàn bộ cái sự vận hành của cơ thể của chúng ta,
tất cả các cái thân phần trên cơ thể của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng chọn cho mình một cái đối tượng chủ yếu là bước chân, chúng ta quán giờ, bước, đạp. Và khi tất cả những đối tượng khác như là đứng này, xoay này, nghiêng này, nặng nhẹ ở trên các cái thân phần của chúng ta, thì chúng ta cũng ghi nhận như là những cái đối tượng thứ yếu. Tất cả các tiểu oai nghi khác như giơ tay này, kéo tay này, đưa đồ ăn vào miệng này, rồi là những cử động của miệng khi ăn như là nhai, nuốt, vân vân, rồi là các cái hành động khác như là mở cửa, đóng cửa, như là xỏ giày, như là đi lại ở trong khuôn viên thiền viện, thì đều là các cái hoạt động của thân. Và tất cả những cái hoạt động này thì cho chúng ta rất là nhiều những cái oai nghi khác nhau, và chúng ta phải quan sát những cái oai nghi này một cách chi tiết, cẩn thận, sâu sát, y như chúng ta quan sát những đối tượng chính trong thiền tọa và thiền hành vậy. Ngay cả khi chúng ta ở trong buồng tắm, chúng ta vệ sinh thân thể của mình, chúng ta cũng phải ghi nhận toàn bộ những cái hành động cử chỉ của mình thật chi tiết, từ cái việc mở nước cho đến việc sử dụng xà bông, cho đến việc tắm cho cơ thể chúng ta, cho đến việc tắt nước, lau người, vân vân. Toàn bộ các cái quá trình đó chúng ta phải theo sát ngay cử động của thân thể mình. Rồi tất cả những cái đối tượng khác từ bên ngoài, những cái pháp ở bên ngoài mà chúng ta tiếp nhận qua các cái căn của chúng ta, thì chúng ta cũng sử dụng thân của chúng ta để thân căn để tiếp nhận những cái đối tượng này. Thì khi mà chúng ta quán pháp, ví dụ như là thấy khi chúng ta tâm chúng ta hay biết bắt một cái cảnh nào đó, thì lập tức chúng ta cũng phải song song ghi nhận cái quá trình của thân nó làm việc để nó bắt cái cảnh đó. Ví dụ như là mắt mình mở rõ ra này, nó điều tiết cái hình ảnh xa gần ra làm sao này, nó xong là nó, cái nếu chúng ta nhìn chưa rõ thì chúng ta có cái tác ý là quay cổ sang để nhìn này, vân vân và vân vân. Thì toàn bộ những cái cử động đó đều phải được quan sát và hay biết bởi pháp quán thân. Như đã nói, khi chúng ta hành thiền tọa thì nhiệm vụ của chúng ta cũng phải quan sát tất cả các cái quá trình sinh hoạt của thân phần, các thân phần. Nhưng chúng tôi đã chọn cho quý vị một cái đối tượng chủ yếu là đối tượng phòng xẹp nơi bụng, để giúp cho cái việc quan sát, cho cái việc quán thân của chúng ta nó trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì sự phòng xẹp nơi bụng luôn luôn có mặt và luôn luôn khá là rõ ràng. Bởi vì tất cả những cái thân phần khác có những cái, đối với những hành giả để quan sát nó một cách sâu sắc thì không phải là điều dễ dàng. Cho nên phương pháp này đã chọn một cái đề mục rõ ràng nhất ở trên thân chúng ta luôn luôn tiếp diễn, để chúng ta có thể theo sát cái đối tượng này làm đối tượng chủ đạo. Khi mà người hành giả bắt đầu tập làm quen với phương pháp quán phòng xẹp ấy, thì một số hành giả cảm thấy cái đề mục này rất là khó khăn, bởi vì rằng là họ có thể quen với những cái phương pháp khác. Nhưng mà thường rằng là hành giả cũng không mấy khó khăn để có thể thấy được cái sự chuyển động nơi bụng. Nhưng mà vì mới làm quen với phương pháp này cho nên đôi khi những cái chuyển động này nó trở nên nó mờ nhạt, và hành giả có thể đánh mất cái chánh niệm ở trên cái đề mục phòng xẹp này. Thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi, bởi vì khi chúng ta tiếp cận với một phương pháp mới thì chúng ta còn nhiều bỡ ngỡ và chúng ta còn thiếu kinh nghiệm. Chánh niệm của chúng ta chưa đủ mạnh, chúng ta cũng chưa đủ định
để chúng ta có thể thấy rõ được những cái hình tướng, những cái trạng thái phong phú của vòng xẹt. Ví dụ như tôi thường lấy một cái ví dụ là một cái người xạ thủ bắn tập một cái môn thể thao là bắn cung chẳng hạn, thì khi làm quen với cái môn này thì người xạ thủ này phải nắm bắt được kỹ thuật, sau đó khi thực hành thì phải ngắm rất là kỹ để cho cái mũi tên có thể bắn trúng đích, bắn trúng với hồng tân. Thế tuy nhiên dù đã ngắm rất là kỹ nhưng mà bắn tập rất là nhiều nhưng mà cũng chỉ được vài ba mũi tên trúng đích thôi, còn lại thì trượt rất là nhiều. Và điều đó cũng là điều rất là dễ hiểu, giống như chúng ta vậy. Chúng ta dán cái sự quan sát của chúng ta rất là chặt vào phòng xẹt mà sao nó cứ biến đi đâu mất vậy, thì chúng ta cũng không nên lo lắng. Bởi vì nếu mà chúng ta hay biết được sự phòng xẹt, đó là tiến bộ lắm rồi. Thế xong từ từ chúng ta sẽ thấy rõ được những cái trạng thái nó phong phú hơn của phòng xẹt. Thế nếu mà chúng ta có những cái khó khăn như là có người thì chỉ thấy phòng không thấy xẹt này, có người thì thấy xẹt nhưng mà niệm là phòng, thấy phòng thì niệm là xẹt này, rồi có người thì quán một lúc sau thì thấy phòng xẹt nó vi tế và nó biến mất này, rồi có những người thì lại thấy là phòng xẹt nó tán ra toàn bộ cơ thể mà không thấy nó ở bụng nữa, vân vân và vân vân. Thì chúng ta hãy làm cái công việc của người bán cung là cứ tự tin, an tâm với cái phương pháp của mình, không lo lắng mà ngắm cho kỹ. Ngắm cho kỹ ở đây có nghĩa là duy trì chánh niệm cho sâu sát vào đối tượng và ghi nhận như nó là, đừng có cố tạo ra những cái kinh nghiệm nào mà chúng ta cho là hay là đẹp đối với phòng xẹp cả, mà chỉ ghi nhận đơn thuần mà thôi. Kế tiếp thì vượt qua được một số giai đoạn ban đầu, hành giả đã bắt đầu thấy rõ được sự phòng xẹp và thấy rất là thích thú trong việc quan sát sự phòng xẹp này, thì hành giả lại đi đến một cái bước là thứ nhất là suy nghĩ rất là nhiều về những cái kinh nghiệm của mình, hoặc là đã từng đọc kinh điển, sách vở ở đâu đó, và thay vì quan sát cái đối tượng như nó là không can thiệp thì hành giả thường suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như là ô phòng 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 xẹp 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 đó là vô thường, ô thân của ta đây đó là khổ, ô không thấy ta can thiệp vào phòng xẹp đó là vô ngã. Thế là tưởng là mình chứng đắc đạo quả. Thế xong có hành giả thì lại tiếp tục đối tượng là sắc, tâm hay biết là danh danh danh, sắc sắc sắc, danh danh danh, ô tưởng là mình đã đắc tuệ giác phân biệt danh sắc. Sau đó thì lại bảo tiếp tục là phòng, rồi lại tới xẹp, thì phòng là nhân của xẹp, xẹp là quả của phòng. Thế là đắc tiếp thêm một tần tuệ nữa là phân biệt nhân duyên. Đó. Rồi có những hành giả thì lại quán là ồ, tất cả những ta cái gì ta nhìn thấy ở đây là chân đế, còn tất cả những cái gì ngoài đó là tục đế. Thế là cứ chân đế và tục đế từ đầu tới cuối. Rồi có những hành giả thì lại quán một hồi xong thì bắt đầu tưởng tượng là nào là yếu tố gió đang vận hành, yếu tố gió thì sinh ra yếu tố lửa, yếu tố lửa rồi đến yếu tố đất, rồi yếu tố, tức là cứ ngồi xem là cái tứ đại của mình là yếu tố nào, nó ở đâu, nó làm việc ra làm sao. Thế thì với tất cả những cái tư duy như thế thì chúng ta đều chỉ làm một cái việc duy nhất là chúng ta tưởng tượng và đặt tên cho những cái kinh nghiệm của chúng ta, mà không có trực tiếp hay biết, không biết trực tiếp ghi nhận và có thể quan sát được đối tượng như nó là. Và khi chúng ta
Cứ hành như vậy đồng nghĩa với việc là chúng ta luôn luôn làm gián đoạn cái chánh niệm trực tiếp của chúng ta, có nghĩa là chúng ta không thấy được cái sự vận hành tích cực của pháp. Vậy chúng tôi khuyên rằng là chúng ta hãy đơn giản hóa cái tư duy của chúng ta. Chúng ta hay biết, chỉ hay biết mà thôi, thấy được sự phòng xẹt, nhận dạng ra được cái chuyển động của nó là tốt rồi. Sau đó chánh niệm mạnh hơn thì chúng ta có thể trực tiếp kinh nghiệm những cái trạng thái khác của phòng xẹt mà chúng ta sẽ biết đó là trạng thái đó là pháp bảo hay là không. Nếu chúng ta luyện tập theo đúng phương pháp được hướng dẫn ở đây thì chánh niệm và chánh định của chúng ta sẽ kiên cố hơn, và khi chánh niệm và chánh định kiên cố thì tự khắc tâm của chúng ta sẽ hay biết được đối tượng một cách trực nghiệm như nó là, và lúc đó chúng ta sẽ không nhầm lẫn giữa những cái kinh nghiệm pháp bảo thật và những cái kinh nghiệm ảo nữa, và chúng ta sẽ tự biết được điều đó. Và lúc đó cái chánh niệm của chúng ta rất mạnh và những cái tư duy không cần thiết như vậy nó không xen vào được đó. Và lúc đó là lúc chúng ta thấy rằng pháp bảo nó là cái gì đó nó vô cùng đơn giản. Chúng ta hãy suy nghĩ đơn giản để cho chúng ta cái chánh niệm của chúng ta không bị vận đục bởi những cái tạp niệm không cần thiết như vậy. Nếu hành trì đúng phương pháp thì hành giả nhanh chóng sẽ phát triển đến một cái giai đoạn mà chánh niệm đã trở thành cái thói quen, đã trở thành cái quán tính, đã trở thành cái đà ở trong chúng ta. Và chúng ta lúc đó sẽ quan sát hay biết đối tượng một cách rất là tự nhiên và không cần nỗ lực quá nhiều nữa. Thì những cái trạng thái như là hỷ lạc, thích thú sẽ sanh khởi, và điều đó làm tăng trưởng thêm cái đức tin cũng như là cái tinh tấn của hành giả. Và có những cái hành giả sau khi kinh nghiệm những cái trạng thái như thế này thì có một cái quyết tâm rất là cao, ví dụ như là quyết tâm xuất gia này, hay là quyết tâm muốn đi vào rừng hành thiền này, và cả tâm nguyện rằng là sẽ hành trì cho đến hơi thở cuối cùng này, vân vân. Thì đó là những cái chuyển biến rất là tích cực ở hành giả nếu mà vị đó biết hành trì đúng phương pháp. Còn ngược lại, có những cái hành giả thì càng tập thì lại càng thấy sao nó khổ quá vậy, chỉ giờ thiền nào cũng như là ngục tù, bởi vì rằng là mình phải chiến đấu vất vả với những cái khổ thọ, với những cái tạp niệm, mình chẳng quan sát được cái gì cả, càng quan sát càng căng thẳng, chỉ mong hết thời thiền và mong khóa tu kết thúc thật nhanh để mình được về nhà. Tại sao trong cái giờ trình pháp nào tôi cũng yêu cầu quý vị hành giả trình về cái kinh nghiệm phòng xẹt trước? Bởi vì kinh nghiệm phòng xẹt rất quan trọng, điều đó chính là cái thước đo cái chánh niệm của chúng ta. Chúng ta dù có thấy hiện tượng gì, đối tượng gì đi chăng nữa, mà khi hỏi lại đến phòng xẹt mà chúng ta chưa đạt được những cái mức độ chánh niệm nó đầy đủ ấy, thì tất cả những cái kinh nghiệm khác đều là những cái kinh nghiệm không thực. Thế thì chính vì vậy mà người hành giả, nhất là những người mà bắt đầu, thì chúng ta đặc biệt phải coi trọng cái việc quan sát cái đối tượng chính là phòng xẹt. Thì khi cái chánh niệm đã được tăng trưởng và phát triển một cách kiên cố thông qua việc quan sát phòng xẹt, thì tất cả các đối tượng khác sẽ không còn là vấn đề đối với người hành giả nữa. Lúc đó bất cứ đối tượng nó là tạp niệm thì nó cũng đến và đi. Hành giả với cái chánh niệm đang kiên cố như vậy thì
nhận ra tạp niệm, ý thức được tạp niệm rồi xả bỏ nó đi, cảm thọ, khổ thọ cũng đều như vậy. Và bất cứ pháp nào đến trong thân xứ, trong thọ xứ, trong tâm xứ và trong pháp xứ đều không còn là vấn đề đối với hành giả. Thì với cái đối tượng chủ đạo là phồng xẹp thì hành giả đã có một cái chánh niệm kiên cố để có thể quan sát được cả bốn lĩnh vực quán niệm. Và đó theo cái lời dạy của Đức Phật chính là hành giả đã hành tập một cách chính xác phương pháp thiền tứ niệm xứ, con đường duy nhất dẫn tới giác ngộ giải thoát. Một trong cái thế mạnh của phương pháp này là như vậy. Khi hành thiền tứ niệm xứ theo nhiều phương pháp khác nhau thì chúng ta có quá nhiều đối tượng để quan sát. Nào là những cái đối tượng trên thân, những cái cử động của chúng ta, những cái trạng thái trên thân của chúng ta, rồi đi liền với nó là những cái cảm thọ liên tục sanh khởi, đi liền với nó là các cái dòng tâm thức hoạt động một cách rất là phức tạp, và bao nhiêu những cái đối tượng bên ngoài nó đến với chúng ta. Thì người hành giả thường rối là không biết sẽ phải quán thế nào. Cái gì đến chúng ta quán, hay là quán nó sâu sắc theo sát một đối tượng cho đến khi nó sanh diệt thì ta mới lại đổi sang đối tượng khác. Thế thì rõ ràng là để mà chúng ta có thể quan sát tất cả các pháp một cách thành thục ấy, thì chúng ta phải rất là khôn khéo. Lúc thì ta quán theo chiều rộng, lúc thì ta lại quán theo chiều sâu. Đó đòi hỏi cái kinh nghiệm của hành giả. Nhưng mà cái lợi điểm của phương pháp này là chúng ta luôn luôn có một đối tượng chủ đạo để chúng ta trụ về. Bất cứ lúc nào mà chúng ta rối, mà chúng ta không biết quán ra làm sao, thì chúng ta quay về đối tượng chính là đối tượng phồng xẹp. Vậy đúc kết ở đây là gì? Không quan trọng đối tượng là gì, mà phải quan trọng được cái sự duy trì, sự hay biết, sự chánh niệm. Dù chánh niệm đó trên đối tượng nào cũng được, chánh niệm nó sẽ tăng trưởng bởi cái việc quan sát những đối tượng khác nhau. Chúng ta không có sợ rằng là đối tượng này thì tốt, đối tượng kia thì không tốt. Thế và chúng ta luôn luôn có một cái đối tượng chính mà chúng ta công phu, chúng ta hành tập, chúng ta rất là thành thục với đối tượng đó. Cho nên là bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể quay về và duy trì chánh niệm ở ngay trên đối tượng chính của chúng ta. Và khi chánh niệm chúng ta kiên cố thì chúng ta sẽ biết được là quan sát các đối tượng khác như thế nào, theo sát, theo đuổi một đối tượng, hay là quan sát những đối tượng nó đến một cách tự nhiên, theo đúng cái nhân duyên sanh khởi của nó. Thì một vị hành giả kinh nghiệm sẽ tự tìm được cho mình một cái phương pháp cho nó hiệu quả nhất. Có một vài hành giả sau một quá trình hành tập thì tôi có hướng dẫn là đổi cái đối tượng hành thiền từ phồng xẹp sang quan sát cái sự xúc chạm ở nơi hai bàn tay. Thì lý do tại sao như vậy? Lý do là bởi vì thứ nhất rằng là có thể là vị hành giả đó có cái khó khăn trong việc quan sát cái đối tượng phồng xẹp một cách nó rõ ràng và hiệu quả. Thì với cái sự quan sát một đối tượng mới như vậy sẽ giúp họ gọi là tỉnh táo, giúp họ có thể tinh tấn và sáng sủa hơn trong cái việc duy trì chánh niệm. Và khi quay lại sự phồng xẹp ấy, thì họ sẽ giống như là được làm mới lại cái chánh niệm của họ, thì họ sẽ có được cái chánh niệm tốt hơn trên phồng xẹp. Một cái lý do nữa là tôi cũng muốn kiểm tra xem là hành giả có bị dính mắc vào một cái đối tượng hay không. Thì nhiều người khi quan sát sự phồng xẹp một cách liên tục như vậy thì không quan sát được cái gì khác nữa ngoài cái sự phồng xẹp. Thì ở đây tôi muốn nhắc lại là khi chúng ta thực sự biết chánh niệm trên sự phồng xẹp một cách kiên cố thì bất cứ một đối tượng gì nó sẽ không thành vấn đề của chúng ta. Còn nếu chúng ta vẫn có vấn đề là
con quen với cái sự quan sát nơi mũi này, con không quen với sự quan sát nơi phồng xẹp này, con không thể nào quán được cái việc xúc chạm giữa hai bàn tay này, thì điều đó đồng nghĩa với việc là chánh niệm của chúng ta vẫn còn non yếu. Cho nên là chúng ta cần phải tiếp tục duy trì chánh niệm trên sự phồng xẹp để cho cái sự kiên cố của định và niệm cho nó mạnh lên, và lúc đó thì chúng ta sẽ không còn có vấn đề gì với tất cả các cái đối tượng khác của tứ niệm xứ nữa. Và khi chúng ta thực sự biết quan sát đối tượng như nó là, thì chúng ta sẽ thấy một đối tượng như là phồng xẹp nó vô cùng biến hóa và vô cùng phong phú, nó không có thường hàng thường, nó không có lặp đi lặp lại giống hệt nhau như một vài hành giả đã thấy đâu. Mà chúng ta hãy có một cái hiểu biết đúng đắn và dùng chánh niệm của mình để thẩm nghiệm lại, thì chúng ta sẽ thấy là các đối tượng đều biến đổi một cách rất là đa dạng. Khi lấy một ví dụ để chúng ta thấy được chánh niệm thế nào là kiên cố, thì có những hành giả thì chỉ thấy là ồ con biết giờ giờ bước bước đạt đạt, còn có những hành giả chỉ mới có một hai ngày hành tập thì đã nhìn thấy rất là nhiều những cái kinh nghiệm, những cái trạng thái rất là phong phú của việc giờ bước đạt. Ví dụ như là ngay một động tác như giờ là tất cả các cái cơ của khu vực chân và toàn bộ khu vực người nó kết hợp với nhau như thế nào để nó tạo nên được một cái động tác đơn giản như thế. Thế rồi những cái yếu tố nóng lạnh, cái yếu tố cứng mềm, các yếu tố nước, các cái yếu tố gió nó đẩy cái cử động nó ra làm sao, về những cái cảm thọ nó sinh khởi trong một cái động tác đơn giản như vậy như thế nào, để một cái động tác như vậy nó liên quan, nó tác ý, nó là nhân quả với những động tác khác ra làm sao, bao nhiêu là cái kinh nghiệm phong phú như vậy. Thì chỉ có với một cái chánh niệm mạnh và với một cái tinh tấn quan sát sâu sắc thì chúng ta mới có thể thấy được. Thì khi mà đã thực tập thiền tọa và đi kinh hành một cách đúng phương pháp như vậy, thì chúng ta hoàn toàn sẽ có một cái đà chánh niệm rất là mạnh để duy trì chánh niệm tuyệt đối trong mọi tiểu oai nghi khác trong cái hoạt động sinh hoạt của chúng ta. Lúc đó cái việc đóng cửa, mở cửa, đứng lên, ngồi xuống, mở mắt, nhắm mắt, bước đi, nó sẽ không còn là một vấn đề nữa, vì chúng ta đã xây dựng được cho mình một cái chánh niệm và chánh định rất là kiên cố trong quá trình thiền tọa và thiền hành. Với cùng một cái phương pháp quan sát chi tiết như vậy, thì ngoài cái việc dễ dàng có chánh niệm với tất cả các tiểu oai nghi, thì chúng ta còn có một cái thói quen tốt nữa là cũng quan sát những cái tiểu oai nghi này một cách sâu sắc, y như là trong quá trình đi kinh hành. Ví dụ là một cái động tác mở cửa thì chúng ta cũng có thể thấy được bao nhiêu những cái kinh nghiệm, từ sức nặng của cánh tay, thì chuyển động của cánh tay, những cái cơ gân nó chuyển động ra làm sao, gió nó vận động ở trong cánh tay như thế nào, ở ngoài cánh tay ra làm sao, cái sức cái mát của cái chìa khóa ra làm sao, cái cứng của cái cánh cửa như thế nào, cái tiếng động gì nó xảy ra, nó ảnh hưởng tới cái nhị thức của chúng ta, vân vân và vân vân. Bao nhiêu những là những cái pháp nó đến một cách nhân duyên như vậy, thì chúng ta cũng không khó khăn gì có thể nhận ra. Và đó thực sự là chúng ta đã thành công trong việc hành tập thiền tứ niệm xứ. Những ví dụ cụ thể thường thấy ở hành giả hành tập thiền tứ niệm xứ thì có những người trình pháp như thế này: con ngồi quan sát sâu sát được chánh niệm liên tục trên sự phồng xẹp,
và con nhất tâm vào cái sự phòng xẹp đấy đến mức mà cái tâm định của con rất là kiên cố và con không còn thấy tạp niệm nữa, con không còn và thấy cảm thọ gì nữa, chỉ thấy được một sự an lạc trong thân mà thôi. Thế thì xin thông báo với những vị hành giả này là họ đã hoàn toàn không có chánh niệm, bởi vì nếu mà với một cái chánh niệm sâu sắc, thực sự là biết quan sát sâu sắc sự phồng xẹp, thì chúng ta phải luôn luôn nhận ra rằng là chúng ta có rất nhiều phòng tâm, và chúng ta nhiệm vụ của chúng ta, và ở cái người hành giả kinh nghiệm là họ luôn luôn ghi nhận và hay biết quan sát được những phòng tâm này như là một đối tượng. Khi mà chúng ta không biết quan sát phòng xẹp thì chúng ta ngồi đó và chúng ta niệm một cách rất là vô thức, và chúng ta tưởng đó là cái tâm định, nhưng hóa ra đó là tâm si. Có nghĩa là chúng ta không thấy được bất kỳ đối tượng gì, mà thậm chí là chúng ta cũng không thấy được cả đối tượng chính là phòng xẹp nữa, chứ đừng nói gì là những đối tượng khác. Thì đồng nghĩa với việc là chúng ta đã không biết hành thiền tứ niệm xứ, và chúng ta cũng đã không có cơ hội để thấy được pháp bảo. Có những vị hành giả miêu tả những cái kinh nghiệm của mình lần nào cũng giống lần nào, không có gì là khác biệt mới mẻ cả. Chúng tôi hỏi mãi thì không mô tả được những cái trạng thái của cái bàn chân khi đi kinh hành, thì nó phong phú, nó thay đổi như thế nào. Thì bởi vì rằng là cái chánh niệm của họ cũng chưa mạnh, đối với những hành giả này thì chúng tôi cũng khuyến khích rằng là cũng đã biết hành tập đúng phương pháp, nhưng mà phải quan sát đối tượng chủ đạo, đối tượng chủ yếu một cách kỹ hơn nữa thì mới mong có thể quan sát được những đối tượng khác. Cho nên cái việc kết hợp giữa ngồi thiền, đi kinh hành và duy trì chánh niệm ở trong sinh hoạt hàng ngày là vô cùng quan trọng, vì cái oai nghi này nó bổ sung, nó trợ duyên cho cái oai nghi kia, và điều đó thì cái chánh niệm của chúng ta khi đó thì cái chánh niệm của chúng ta mới được trọn vẹn, đầy đủ và kiên cố. Có rất nhiều hành giả do không nắm được phương pháp thì thấy tất cả các đối tượng nó cứ lặp đi lặp lại, nó hữu thường và nó không có gì biến đổi cả. Thế thì và họ cũng rất là lo lắng, và họ đến hỏi tôi, và họ hỏi thêm là thế thì bây giờ con phải quan sát những đối tượng nó thế nào. Cái tâm con lúc thì nó hay biết, lúc thì nó suy nghĩ với đủ thứ cả, thì làm thế nào để phân biệt được giữa cái tâm hay biết và những cái dòng tâm thức khác, những cái tạp niệm, những cái tâm suy nghĩ khác. Thì cái tâm của chúng ta nó luôn luôn nó hay biết, nó luôn luôn ghi nhận đối tượng, chỉ có vấn đề là chúng ta có biết là chúng ta đang biết hay không, chứ còn tâm của chúng ta nó luôn luôn bắt đối tượng. Thế thì cái tâm này khi được chánh niệm nuôi dưỡng ấy, thì nó sẽ nhanh chóng nhận ra tất cả những cái dòng tâm thức khác. Ví dụ như là cùng một lúc nó nhận ra các đối tượng trên thân, và cùng một lúc nó cũng nhận ra được các cái sinh hoạt khác của tâm, như suy nghĩ, như phân tích. Thế thì khi mà chúng ta cứ tiếp tục suy nghĩ và phân tích thì chúng ta bắt cái tâm hay biết này nó làm việc quá sức. Tức là thì có nghĩa rằng cái tâm hay biết này nó không còn đủ sức để nó hay biết những cái nó cần biết khác nữa. Ví dụ chúng ta thường suy nghĩ là bây giờ kinh nghiệm của mình thế này, mình phải nhớ bằng được để ngày mai mình chỉnh pháp này. Nếu thế này thì nếu kinh nghiệm này, điều đó chứng tỏ là mình đã hiểu được lẽ vô thường này. Nếu kinh nghiệm nó thế này thì mình thấy được nhân duyên này, vân vân. Thì tất cả những cái suy nghĩ như vậy ấy, nó làm cho cái tâm hay biết nó phải quan sát, nó phải theo dõi liên tục, và cuối cùng nó mất chánh niệm trên
cả cái đề mục chính và đồng thời là nhất chánh niệm trên tất cả bốn lĩnh vực quán niệm. Thế thì lời khuyên ở đây rằng là chúng ta hãy phát triển, nuôi dưỡng cái tâm hay biết này, cái đó là công việc của chúng ta. Thế còn tất cả các cái dòng tâm thức khác nó sinh hoạt như thế nào theo cái tự tánh của nó thì hãy để nó sinh hoạt như vậy, và cái tâm hay biết này luôn luôn đứng ngoài để quan sát toàn bộ những cái quá trình thân tâm của chúng ta như chúng là, và chúng ta nuôi dưỡng cái chánh niệm để làm sao củng cố cái tâm biết này, nó càng ngày nó càng trong sáng hơn. Thì để sâu chuỗi lại toàn bộ nội dung của cái bài pháp thoại hôm nay thì tôi có thể nói ngắn gọn như sau. Thứ nhất là chúng ta chọn cho mình một đối tượng chủ đạo, một đối tượng chủ yếu là đối tượng trên thân, là phòng dẹp khi ngồi thiền và giờ bước đạt khi đi kinh hành. Thì từ cái đối tượng thân này chúng ta mới phát triển định niệm của chúng ta một cách kiên cố bằng tinh tấn. Thế thì khi tinh tấn chánh niệm trên đối tượng chính thì đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể chánh niệm trên tất cả các cái đối tượng khác của tứ niệm xứ, đó là đối tượng thân, đối tượng cảm thọ tức là cảm xúc và cảm giác, đối tượng tâm trên tâm của chúng ta tâm thức, tâm hành vân vân, và tất cả các cái đối tượng về pháp xứ, có nghĩa là những cái đối tượng từ bên ngoài thông qua căn của chúng ta. Thế thì khi chúng ta có thể chánh niệm liên tục trên cả bốn lĩnh vực quán niệm thì đồng nghĩa với việc là chúng ta phát triển tuệ giác, chúng ta phát triển trí tuệ. Thì tuệ giác của thiền minh sát thì đó là 16 tầng tuệ giác của Vipassana, và 16 tầng tuệ giác này chính là con đường dẫn đến đưa chúng ta tới giác ngộ giải thoát hoàn toàn, chứng ngộ niết bàn. Thì từ một cái việc hành tập đơn giản với ba oai nghi ngồi, oai nghi đi và các tiểu oai nghi trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta đã có trong tay một cái chìa khóa để dẫn đến đoạn trừ phiền não và giác ngộ giải thoát. Cho nên là việc chúng ta thực hành ba cái oai nghi này một cách cẩn thận tinh tấn mỗi ngày thì chúng ta sẽ tự thấy được cái tiến bộ của mình sau mỗi thời thiền, sau mỗi một thời đi kinh hành, sau mỗi một ngày chúng ta đều có thể ghi nhận được những cái biến chuyển rất rõ ràng, chúng ta có thể thấy được những cái kinh nghiệm rất rõ ràng, và đó chính là pháp bảo, nó không ở đâu xa mà nó ngay ở đây, ngay ở trong hiện tại và ngay trước mặt chúng ta. Để chúng ta có đoạn trừ được vô minh để thấy được pháp bảo hay không thì phụ thuộc vào những cái việc hành tập rất là cụ thể như thế này trong khóa tu này. Thì tôi mong rằng là những ngày kế tiếp đây chúng ta vẫn còn thời gian, chúng ta hãy tích cực tinh tấn để có thể nắm bắt phương pháp và thực hành cho nó đúng theo cho nó hiệu quả nhất, và qua đó thì sẽ đạt được những cái lợi lạc trong con đường giải thoát của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.